Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghĩa Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi vào cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng, thì ngày hôm qua Đình Duy có đọc được một comment của quý vị khán thính giả có một vài câu hỏi. Thứ nhất là tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng có hay hay không? Và có một cô, không biết là cô hay là chú, tại vì Đình Duy cũng không đọc được tên của cô hay chú, tại vì viết liền cũng không dịch được. Là cũng nên giới thiệu sơ qua về tác giả, cố tác giả nhà văn Triệu Xuân. Tại vì cũng có một vài tác phẩm trước của tác giả Triệu Xuân cũng được thể hiện trên kênh rồi, cho nên là Đình Duy có thể là sơ soát để bỏ qua cái phần giới thiệu này. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nghe Đình Duy giới thiệu sơ qua về cố tác giả nhà văn Triệu Xuân để chúng ta hiểu thêm về tác giả của cuốn tiểu thuyết chúng ta đang theo dõi. Nhà văn Triệu Xuân. Nhà văn Triệu Xuân sinh năm Nhâm Thìn năm 1952 tại Hải Dương, tên khai sinh ông là Triệu Xuân Điến. Trong các sáng tác thì lấy các bút danh như là Triệu Minh, Minh Đức, Triệu Minh Đức hay Triệu Xuân. Ông viết văn viết báo và là hội viên hội nhà văn từ năm 1986. Ông đã trải qua rất nhiều các nghề nghiệp. Sau khi tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1973, thì ông tình nguyện đi B làm phóng viên chiến trường của Đài Phát thanh Giải phóng, thường trú tại khu 5 Trung Bộ. Sau năm 1975 thì lại là phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban biên tập chương trình phát thanh dành cho Nam Bộ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chính vì vậy mà chúng ta có thể thấy là rất nhiều tác phẩm của ông viết trong cái bối cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn. Năm 1997 thì ông là phó trưởng cơ quan đại diện báo đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng là người sáng lập nhóm Văn Chương Hồn Việt và từng là phó trưởng chi hội Hội Nhà Văn Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà văn Triệu Xuân có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó các tác phẩm chính đã xuất bản như là Người Mở Đất, Giấy Trắng, Đâu Là Lời Phán Xét Cuối Cùng, Trả Giá, Bụi Đời mà Đình Duy đã từng có cơ hội được diễn đọc trên kênh Nghĩa Truyện gửi tới quý vị khán thính giả, cũng như là Cõi Mê, Sóng Lừng, Lấp Lánh Tình Đời, vân vân. Và Giấy Trắng là một trong những tác phẩm tâm huyết của tác giả Triệu Xuân. Và hôm nay chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 ngay sau đây. Chương 2. 1. Có những miền đất mà cái tên chỉ vang lên dù một lần thôi đã gợi nhớ đến cả một quá khứ hào hùng hay liên tưởng tới cả một tương lai sáng lạn. Minh Hải với Cà Mau, Nam Căn, U Minh là miền đất như thế. Sự sinh sôi vô tận và diệu kỳ của mỗi đất, dáng đứng thẳng của rừng nước, rừng tràm, thế chằng chịt của sông rạch, tiềm năng giàu có của rừng vàng biển bạc đã góp phần hun đúc nên ý chí bất khuất của người dân nơi cuối đất cùng trời của Tổ quốc. Trở về quê nội, đây là lần trở về thứ hai kể từ ngày quê hương hoàn toàn giải phóng. Trong lòng Thịnh trào dâng cảm xúc về đất nước quê hương. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, chiếc vỏ lãi, tức một loại xuồng gắn máy thân dài. Chiếc vỏ lãi này sẽ đưa anh về với má. Má ơi! Má sẽ bất ngờ khi thấy thằng bảy của má về. Má sẽ quýnh lên, chạy ra cầm tay con và má khóc. Con biết, mọi chuyện rồi sẽ như thế. Rồi khi con đưa gói quà biếu má, má sẽ hỏi, tiền đâu mà mày mua hả bảy? Má biết lương con ít, mà lo con làm những chuyện không đàng hoàng để kiếm tiền. Con đã khôn lớn rồi, con đã là giám đốc một nhà máy rồi, mà má cứ coi con như thằng bảy con nít hồi nào. Con nhớ trong lần về thăm má, lần đầu tiên vào năm 76, sau 30 năm kể từ ngày quẩy nóp ra đi theo cách mạng. Khi nhìn cảnh xóm ấp tiêu điều, trường sở cho trẻ nhỏ không có, giải phóng đã 2 năm mà nơi má ở vẫn cực quá. Con không khỏi hoang mang, kêu ca nhằm tỏ ra thông cảm với má. Nào ngờ má đã la con. Trời đất, mày đi làm cách mạng mấy chục năm mà óc mày còn ngu thế con. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Bộ độc lập hôm trước rồi hôm sau sướng liền hả? Hả? Mày nói sao? Bà con ở đây hả? Sao cũng chịu được, miễn là có độc lập, rồi thì mọi chuyện sẽ lần lần mà khá lên. Khỏi lo đi con, má tin là không mãi như vậy đâu. Bà con vùng đất mũi này đều nghĩ như má. Sau lần đó, về thành phố rồi Thịnh mất ngủ liền mấy đêm. Má của anh có tấm lòng như biển cả, anh vẫn chỉ là cậu bé ngày nào. Làm sao mà anh có được tấm lòng như của má, niềm tin như của má. Suốt 2 cuộc kháng chiến, má đã vững vàng trụ bám.
Một lời của má có sức mạnh của một đạo quân, một lời của má bằng mấy tay chính trị viên nói cả ngày trước đơn vị. Bất giác Thịnh đọc lên câu thơ của anh mình, nhà thơ Minh Hải. Đất nước vẫn như má nhìn, má nghĩ. Niềm tin vào cách mạng, tình yêu đất nước trong má vẫn luôn luôn đượm lửa than nước Cà Mau, luôn luôn chói sáng, cho dù có qua nhiều gian truân, thiếu thốn thì hình ảnh đất nước, cái đất nước hiện thực tất sẽ như cái đất nước mà má nghĩ tới, má mơ tới. Lần ấy Thịnh đã tự hổ thẹn với mình. Hôm nay, Đơn Lộc và An, thư ký công đoàn về quê nội, mục đích chính của chuyến đi là xin đất trồng lúa, kiếm gạo nuôi công nhân. Thịnh tính ghé thăm má trước khi vô làm việc với ủy ban huyện. Chiếc vỏ lãi vẫn rẽ sóng lướt tới, mái cô le chín mã lực nổ giòn. Lộc và An ngồi đấu lưng với nhau ở giữa xuồng, nhìn đăm đăm ra hai bên bờ sông. Rừng đước ken dày, cao vút lên như hai bức thành. Mặt trời chưa lên khỏi ngọn cây, chiếu những tia nắng qua khe hở các hàng cây như ánh chớp rạch rừng đước. Chim bay theo đàn từng bầy vô tư trên rừng. Chúng là chim của sân chim nào vậy? Sau mấy cuộc bề dâu, liệu quê anh còn được mấy sân chim, mấy vườn chim? Thì ngồi ở mũi vỏ lãi nhìn hút tầm mắt về phía trước. Nơi ấy là biển cả. Sau lưng anh, tiếng máy cô le vẫn giòn tan. Người cầm lái là một cô gái độ 17-18, da rám nắng, mắt nâu. Những sợi tóc cháy nắng ngả màu hạt dẻ, khuôn mặt tròn và cái mũi hơi hết của cô làm cho vẻ mặt cô luôn luôn như muốn cười. Bỗng thì nghe tiếng cô hát khe khẽ, xen trong tiếng máy. Không, cô ngâm thơ, bài thơ của anh ba. Thịnh xúc động khi thấy thơ của anh mình được nhiều người nhớ và ngâm ngợi. Gió thổi tạt về phía sau giọng ngâm trong trẻo của cô gái. Chắc bây giờ ở Viên An, mùa đông đã gài lá vàng trong cây, nước gong đã ngập bãi đầy. Từng đàn sóng vượt biển đầy hát ca. Ơi vùng trời nước bao la, tháng 11, ngày 23 đến rồi. Nghe không có tiếng ai cười, bốn liềm cuộn gió 40 bay về. Hòn khoai dựng đã làm bia, nhớ thương chiếc lá đã lìa cành cao. Ơi người anh mất rồi sao, mấy mươi năm vết chân nào còn đây? Lời thề nào khắc trong cây, máu nào ứa mặn đất này Viên An? Ta còn gầy lửa trong than, gầy người trong đất, đất mang tên người. Đất này là đất 40, Phan Ngọc Hiền đất sáng ngời tên anh. Đất này đất của màu xanh, cây xanh màu đước, nước xanh màu trời, áo xanh xanh bóng cuộc đời, ngôi sao xanh ánh mắt người mình thương, biển xanh xanh sắc đại dương, rừng xanh xanh sắc quê hương anh hùng, đường ta ngày một thêm đông, biển lượng thêm nước, rừng trồng thêm cây, bãi dài thêm cánh cỏ bay, bao nhiêu năm đó đổi thay cũng nhiều, hỡi người anh rất kính yêu, một đời bão táp không siêu cánh buồm. Sống vui nên chết không buồn, tấm gương lọc nước trăm nguồn trong veo. Hình như có bóng ai trèo, mà rừng rứt lá bay theo vội vàng. Chắc bây giờ ở Viên An. Bài thơ Đất Viên An, thơ Nguyễn Bá. Bất giác má Thịnh nóng bừng lên, mắt như hơi ướt. Anh cô nén sự xúc động trong lòng mình. Tiếng máy cô le vẫn nổ giòn, giọng ngâm thơ đã tắt, mà sao từng câu từng chữ cứ vang lên trong óc anh. Anh quay lại nhìn Lộc và An. Lộc đang cúi xuống vốc nước. Tốc độ nhanh của chiếc vỏ lãi làm nước bắn lên ướt hết mặt anh. Rõ ràng là Lộc cũng xúc động bởi bài thơ. An thì bỏ mũ vuốt tóc rồi đột ngột cất tiếng. Thơ ai hay vậy cô? Mấy chú không biết à, bài Đất Viên An của nhà thơ Minh Hải đó. Miền này ai cũng biết chú Minh Hải, vậy mấy chú không phải là nhà văn rồi. Sao cô nói như vậy? Thì tự chú nói đó thôi, chú không thuộc thơ mà. Và lại từ ngày giải phóng đến giờ, cháu đưa nhiều đoàn khách về thăm Ngọc Hiền, Nam Căn, hầu hết là nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ. Mấy chú kêu bằng đi thực tế, cái gì cũng lạ với mấy chú đó. Gặp gì cũng hỏi, cháu chỉ tiếc là chưa thấy nhà gì khác về đây, chứ chỉ có nhà văn, nhà thơ về thì làm sao xã cháu có trường học được. Mấy đứa em cháu không biết học ở đâu, cả xã chỉ có một trường với hai lớp 1, lớp 2 thôi. Cô gái ngừng nói, vuốt tóc qua hai bên vành tai, rồi cười rất có duyên, hai lúm đồng tiền in sâu trên má. Vậy mấy chú là nhà gì? Nhà in. An cười nói cho vui. Sao? Nhà in à? Nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Nay lại có nhà in nữa. Chưa sao. Không có nhà in lấy chi mà đọc. À, cháu hiểu rồi. Trời đất. Thế ra mấy chú về đây để in những cái mà mấy chú nhà văn, nhà thơ viết ra chứ gì? Phải, mà cũng không phải. Lộc thấy vui, góp vào câu chuyện. Ba ông nhà in này đang đi xin, cho nên kêu bằng nhà xin thì đúng hơn. Mấy chú chọc cháu hoài à, hết nhà in rồi lại nhà xin. Đúng đó, bọn này đang đi xin đất làm lúa để kiếm gạo ăn rồi mới in được chứ,
không ăn thì làm sao in được? Thịnh nói lớn rồi cười vang. Cả Lộc An, cả cô gái cùng cười. Tiếng cười vang lên át tiếng máy và tiếng gió. Mùi của những cây mắm ven dòng kênh bốc lên bay trong gió. Nước đang xuống, chiếc vỏ lãi vẫn rẽ nước lướt đi. Máy nổ giòn. 12 giờ trưa. Thịnh về tới nhà. Căn nhà nhỏ nằm cách chợ Đầm Rơi gần cây số. An còn đang lúng túng khi leo cây cầu khỉ bắc qua con lạch nhỏ vào nhà thì Thịnh và Lộc đã xách đồ đạc vào sân. Bà cụ chạy ra. Thằng Bảy về hả con? Chà, cả mấy chú nữa. Sắp nhỏ đâu, lấy nước bác Bảy với mấy chú uống đi con. Dạ, chào má. Chào má. Hai chú vô nhà đi, trời nắng dữ quá hả? Má chào tụi con ăn cơm nha má. Thịnh cầm gói quà đặt vào tay má. Cái gì đây? Trời đất, tiền đâu ra mà mày mua vải cho má hả? Quần áo tao còn tốt mà. Vợ rồi con, sống giữa đất Sài Gòn có hơn 100 đồng bạc lương, xài đâu có đủ, tiền đâu mà con mua. Dạ thì má đi nấu cơm con ăn cái đã, con đói lắm rồi. Cha mày, cái tính háu đói, già đầu rồi cũng không có bỏ. Ê, kìa mấy chú, ngồi nghỉ uống nước đi, thức ăn có sẵn rồi, tôi đi nấu cơm đây, lẹ mà. Thịnh chia kẹo bánh cho hai đứa nhỏ một trai một gái. Chúng được quà rồi lình đi mất. Anh nhìn theo chúng, quần cụt, áo rách tay màu nâu, chân tay đen quánh, dính bùn, được cái cặp mắt đứa nào cũng sáng. Thịnh là thứ bảy, nhưng năm anh chị của Thịnh đã chiến đấu và hy sinh trong rừng U Minh và rừng Đước Nam Căn. Thành từ bây giờ anh là con trai lớn trong nhà. Sau Thịnh còn hai cô em gái, một cô đã có chồng, hai đứa con đang gửi bà ngoại nuôi. Hai vợ chồng công tác ở ủy ban huyện. Cô em út đang học trường bổ túc công nông của tỉnh Cà Mau. Má anh đã 70 tuổi, mắt vẫn tinh, lưng vẫn thẳng. Chỉ có hai khớp xương đầu gối là đau nhức do ngày xưa bị bắt, địch đã dùng cây đánh vào gối của bà. Ngày ấy có hai đồng chí cán bộ của khu về chỉ đạo phong trào. Minh Hải dẫn hai đồng chí đến nhà má. Tuy là con nuôi, bà cụ thương Minh Hải không khác gì con đẻ của mình. Thịnh tập kết ra Bắc, mấy đứa lớn lần lượt hy sinh, bà chỉ còn có Minh Hải thường xuyên ghé thăm và hai cô gái út đi làm giao liên cho huyện. Đêm khuya, địch cho quân càn quét bất ngờ, bà đã kịp thời trèo xuồng đưa Minh Hải cùng hai cán bộ vô rừng. Trên đường quay về nhà, bà bị địch bắt. Thằng thiếu úy cảnh sát quận Đầm Rơi trực tiếp tra tấn bà. Chúng dùng cây cứ nhẹ hai chân vào đầu gối bà mà đập. Bà không hé răng. Một tuần sau, anh em du kích đã tìm cách cứu được bà. Sau mấy tháng trời nằm liệt, chạy chữa bằng mọi cách, bà đã hồi phục. Từ ngày đó, bà rời khỏi ấp, trực tiếp đi nuôi quân. Cái tên bà má Đầm Rơi có từ ngày ấy. Những ngày bị giặc bao vây càn quét, anh em đói quá phải ăn nhân trái đước. Má có mặt, những ngày cuối năm, Tết đến, má như con thoi, thoăn thoắt trèo ghe trên sông mang bánh tét thịt heo, chia cho anh em. Xuồng ghe của bộ đội ken két dài trên mặt sông, má trèo xuống tới chia bánh, chia thịt và dặn dò động viên anh em. Tóc bạc nhưng lưng má không còng, má đã đứng thẳng suốt hai cuộc kháng chiến. Trong vùng ai cũng biết cũng trọng bà má Đầm Rơi, bà má đảng viên của những người con đều là đảng viên như má. Má bày dọn cơm lên bàn ăn, mùi thơm nghi ngút bốc lên, cá lóc kho tổ, canh chua cá bông lau, khô cá thiều và rượu đế. Thịnh cười rạng rỡ gương mặt, xới cơm trắng vào đầy các chén. Coi chừng phải nấu thêm cơm đó má, chúng con đói lắm, ở nhà máy cũng đang đói gạo má à. Cứ hẳn đi, chỉ đói còn mắt tôi đó, ăn cho no đi, khi nào về má cho mỗi đứa thùng gạo. Ăn đi mấy chú, kìa, bảy, con giảm mớt vào chén nước mắm, ăn cho nóng con. Đêm ấy, ngồi trong mùng của mình, Thịnh đã kể cho má nghe chuyện đói gạo, đói giấy của nhà máy. Đống củi đước cháy liu riu giữa nhà, giường bên kia má bày quạt cho hai cháu ngủ, miệng bòm bèm nhai trầu. Trong đầu bà má 70 tuổi, lại xốn sang những lo âu, suy nghĩ. Ai dè vào tuổi này má lại có dịp làm quân sư cho con trai ruột của mình, giống như thời đánh Pháp đánh Mỹ, má đã làm quân sư cho anh em giải phóng. Má nói chậm rãi. Em gái mày, nó phụ trách nông nghiệp của huyện, em rể mày ở phòng công nghiệp. Nếu bên ủy ban huyện tụi nó đồng ý cho đất, mà chuyện đó dễ ợt, đất bạt ngàn, ai tiếc làm gì, chỉ có ngại là cách làm thôi. Không lẽ bắt mấy cô mấy cậu thợ đi in, làm đất, biết cách chi mà làm, không chừng để má tính coi, tụi bay về gom tiền lại đem xuống đây, nếu có xăng dầu nữa là nhất, có thể thuê máy cày của huyện làm đất rồi nhờ bà con người ta xạ dùm cho. Đất này gặp mưa xuống, giống xong là kể như trúng rồi đó, mày lạ gì? Vậy thì tuyệt má à, hôm trước ở thành phố con đã gặp chủ tịch huyện nhà, bạn cũ của con mà, cậu ấy đã hứa cho nhà máy 20 mẫu. Ngon rồi, lo mà làm tới đi con. Dạ má à, vợ chồng con tính,
Mày lại dụ tao lên Sài Gòn chứ gì? Má già rồi, con muốn được ở gần để phụng dưỡng má. Tao còn khỏe mà. Mày hãy nuôi mấy đứa cháu nội cho giỏi là tao vui lòng rồi. Vài tháng tao lên thăm, ở chơi vài bữa rồi về. Tao còn hai đứa em gái mày ở đây, chúng nó cần tao hơn. Nói với vợ mày, má hiểu lòng các con, nhưng má còn mạnh, tự làm được, khỏi lo cho má. Các con làm ăn tấn tới, ở nhà máy được anh em họ thương là má yên cái bụng rồi. Khỏi lo cho má, tội nghiệp, cứ nghĩ đến cảnh mấy đứa cháu nội phải ăn cơm độn bo bo, má mắc lo mà mất ngủ. Tiếng những con chim ăn đêm trong rừng đước vọng về. Đã khuya lắm rồi, đống lửa giữa nhà tàn dần, mũi kêu rộ lên như sáo diều. Má Bảy vén mùng bước xuống thổi lửa, ánh lửa hắt lên soi tỏ từng nếp nhăn trên mặt má. Vầng trán cao và đôi mắt vẫn tinh tường của má sáng lên, mái tóc bạc trắng của má phất phơ theo ngọn gió lạnh từ rừng nước thổi vào. Má ngồi yên hồi lâu nhìn đống lửa cháy, tiếng củi nổ lép bép, mũi thấy lửa và khói lại dạt vào gầm giường hoặc bay ra ngoài. Trên chiếc giường lớn ở gần cửa ra vào, Lộc và An đã ngủ ngon, tiếng An ngáy đều đều. Lần đầu An xuống nơi cùng trời, cuối đất của Tổ quốc. 40 tuổi đầu, 20 năm làm thợ in, nhưng đây là lần đầu tiên An ra khỏi thành phố Sài Gòn. Từ ngày nhà máy trở thành xí nghiệp quốc doanh, An, người thợ sắp chữ giỏi, tỏ ra tích cực trong mọi công tác của nhà máy. Đại hội công nhân viên chức đã bầu An làm thư ký công đoàn, một công việc hoàn toàn mới mẻ. Giám đốc Thịnh đã dạy anh bài học vỡ lòng đầu tiên về công tác công đoàn, rồi An được đi học mấy tháng ở trường cán bộ công đoàn thành phố. Học về, nghe ban giám đốc bàn chuyện tăng gia sản xuất, An hăng hái nhận chỉ đạo công tác này. Về quê nội của Thịnh, gặp bà má của giám đốc, An càng thấy kính mến đồng chí giám đốc của mình. Có một quê hương như vậy, có một bà má như vậy thì đứa con, giám đốc Thịnh phải tốt như vậy. Điều mà mấy lâu thắc mắc, nay An đã hiểu ra. Những phẩm chất trong Thịnh khích lệ những phần sôi động nhất của tâm tư An, giúp cho An thêm say mê với phong trào của nhà máy. Nằm nghe má con đồng chí giám đốc nói chuyện, An cảm nhận được những cái cao đẹp nhất của người cộng sản lại chính là những điều giản dị nhất, giản dị như cuộc đời. An ngủ thiếp đi, giấc ngủ ngon như ở nhà mình. Lộc cũng ngáy đều đều từ lúc nào. Cánh tay Lộc lòi ra ngoài mùng, mấy con muỗi đua nhau hút máu no rồi ngã cành ra trên chiếu. Má Bảy rón rén cầm tay Lộc đẩy vào trong, ghép mùng sâu dưới chiếu. Căn nhà chìm sâu vào đêm yên tĩnh. Suốt ngày, Thịnh, Lộc, An làm việc ở huyện. Nhờ má, nhờ bạn bè và hai vợ chồng cô em gái, mọi đề nghị của Thịnh được chấp thuận mau lẹ. Anh dặn dò An mọi việc để An ở lại trụ bám sản xuất. Công việc được bàn tính tới khuya mới xong. Sáng sớm hôm sau, Thịnh chia tay má cùng Lộc về Sài Gòn. Ở đó, một nhiệm vụ mới, đầy khó khăn, cản trở, đang chờ hai người. 2. Rời Cà Mau, chiếc xe du lịch màu trắng, hiệu Gia Lăng, thận trọng bò trên đoạn đường rất xấu từ Cà Mau đi Bạc Liêu. Ông Sáu đã 30 năm trong nghề cầm lái rồi cũng phải đổ mồ hôi trán khi điều khiển chiếc xe trên đoạn đường này. Ông quý trọng hai thủ trưởng của mình. Ngồi trên cùng một băng phía sau, họ đang nói chuyện với nhau. Ông không muốn vì xe sắp quá, vòng cua tránh ổ gà gấp quá mà ngắt quãng câu chuyện của họ. Họ nhỏ hơn ông cả chục tuổi mà sao chí hướng của họ, tâm tưởng của họ, tấm lòng của họ quảng đại thế. Hầu như lúc nào cũng thấy họ nói với nhau về việc chung, suy nghĩ đến đau đầu về việc chung. Họ làm việc ở nhà máy, không kể giờ giấc, họ quên cả ăn, quên cả việc nhà, vợ con họ thế nào chả hờn dỗi. Có lẽ vì thế mà ông, chính ông, cũng thấy vui lòng và tự hào được làm việc cùng những thủ trưởng như thế. Con lộ nhỏ, từ thời Pháp đến giờ hầu như chưa thay đổi gì. Mặt lộ chi chít ổ gà, hố rãnh ngập nước. Chỉ cần sơ ý một chút để xe lọt xuống đó, có lên được cũng bể bô như chơi. Mấy chiếc Peugeot 404 mang bảng số 69 lao lên trước xe ông Sáu. Từ ngày những kẻ giàu có thừa tiền của từ Sài Gòn về đây tìm đường vượt biên, xe Peugeot 404 bỏ lại Cà Mau ngày càng nhiều. Các cơ quan tỉnh huyện tha hồ sử dụng xe hơi, có người gọi tỉnh này với cái tên mới là tỉnh Cát Sang Cát, gọi theo tiếng Pháp tức số 404. Ông Sáu nghĩ, toàn xe mới cảo, những nhà giàu thường mua xe đắt tiền về chụp mình, cuối tuần mới chở vợ con đi chơi. Nay nó thuộc về nhà nước, liệu mấy anh và đồng nghiệp của tôi có gìn giữ được cho ngon mà xài không? Cái lối chạy ào ào bất chấp cả mặt đường những gì thế kia, thì sức mấy mà bền đẹp được, thiệt nuồng. Mà cũng lạ, sở kiều lộ của tỉnh này giải phóng đã 3 năm rồi, có đoạn đường ruột nối hai thị xã lớn mà không có sửa, kỳ thiệt. Qua Bạc Liêu, xe lăn bánh trên lộ 4. Với bề dày bê tông nhựa đúng tiêu chuẩn, ông Sáu thừa hiểu ngày xưa hệ thống cầu đường của miền Nam được xây cất rất công phu. Mỹ nó xài nhiều chứ dân mình xài mấy.
cầu lớn đều được lao bằng dầm bê tông tiền áp, xài hoài không hư. Xa lộ thì cứ 5 năm một lần đổ lên lớp bê tông nhựa nóng dày 5 cm, thế mới là xa lộ chứ. Xe hơi chạy 150 cây số một giờ vẫn bám đường, không hề dằn sóc. Con lộ lóa lên giữa ánh nắng, tạo ra ảo giác như con nước ở trên mặt. Xe ông Sáu chạy với tốc độ 80 cây số một giờ, ông không bao giờ chạy lẹ quá. Tính ông vốn cẩn thận, 30 năm cầm vô lăng đã rèn cho ông sự thận trọng cũng như sự nhạy cảm. Xử lý tay lái linh hoạt, đó là hai đức tính quý nhất mà người lái xe phải có. Thịnh quay cửa kính xe cho bớt gió. Anh đang trao đổi với Lộc về nội dung cuộc họp giám đốc ngày mai. Thịnh biết rằng vấn đề sản xuất bột giấy sẽ gặp trở ngại, trước hết là sự phản đối của Tư Phát. Hào thì dễ thôi. Về cơ bản, Hào là một người rất thận trọng. Khi bầu Hào làm bí thư chi bộ, Thịnh yên tâm, rất yên tâm. Nhưng sự thận trọng của Hào khác hẳn lối thận trọng của Tư Phát. Là phó giám đốc phụ trách kinh doanh, Phát đã thay Thịnh giải quyết mọi việc khi Thịnh đi vắng. Về chuyện làm bột giấy, Thịnh biết chắc là Hào sẽ đồng ý dù còn chút e ngại. Vấn đề chỉ còn là Tư Phát, ông ta sẽ lồng lên cho mà coi. Đã mấy tuần nay ông ta chạy lên xí nghiệp Liên Hiệp kêu ca, báo cáo đủ điều. Chuyện đó không phải không gây dư luận eo xèo về Thịnh. Phó Tổng Giám đốc xí nghiệp Liên Hiệp học lại được dịp phản đối anh. Rất may là trong ban lãnh đạo xí nghiệp Liên Hiệp, không phải ai cũng nghi ngại Thịnh như là Phó Tổng Giám đốc học. Từ lúc xe rời khỏi Bạc Liêu, hai người đã trao đổi với nhau về cách triển khai kế hoạch làm bột giấy. Bây giờ cái khó nhất không phải là có tiền vốn, có nhân lực hay không. Cái khó nhất bây giờ là các anh có xé rào hay không. Nếu các anh có gan xé rào thì người ta có để các anh xé hay không? Lộc xoay người lại nhìn chằm chằm vào mắt Thịnh. Công việc và kết quả của nó sẽ bảo vệ chúng ta. Vẫn biết vậy, nhưng bớt được những trở ngại nào, đỡ chừng đó, có cách nào không? Thịnh có thói quen trước khi làm việc gì, gặp khó khăn gì, anh thường đặt ra nhiều, thật nhiều câu hỏi cho bạn bè, cho cấp dưới, nhưng cũng là cho chính anh. Tìm ra câu trả lời đúng thì anh mới bắt tay vào làm. Khi đã có câu trả lời đúng, anh quyết tâm làm bằng được. Không có gì có thể càn ngăn được con người ở đó nữa. Lộc nhòi người về phía trước, nhấn nút hộp quẹt bằng điện của xe hơi. Lộc rút thuốc lá đưa cho Thịnh. Thịnh giơ tay từ chối, mặt vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi. Chờ câu trả lời của Lộc, cái hộp quẹt điện này một tiếng tách. Ông Sáu nhanh tay rút thỏi quẹt đỏ đầu đưa cho Lộc. Khói thuốc lá thơm thơm, Lộc đưa điếu thuốc cho ông Sáu, rồi châm điếu thứ hai cho mình. Rít vài hơi thuốc, Lộc mới trả lời Thịnh. Câu nói bộc bạch tất cả sự suy nghĩ giản đơn của anh. Cứ làm tới đi, nghĩ chi nhiều nữa cho mệt. Thịnh cười. Trong thâm tâm, Thịnh rất nể và trọng người bạn tri kỷ của mình. Mối tâm tình của hai người không chỉ do cùng cội nguồn từ thuở còn hàn vi. Lúc mới đi theo cách mạng, tình cảm của họ ngày càng bền chặt là bởi họ hiểu được cái tâm của nhau, tin nhau, vì nhau và cũng vì sự sống còn của nhà máy. Có nhiều đêm họ bàn công việc của nhà máy bằng cái kiểu rất lạ. Họ ngồi nhìn nhau, im lặng hút thuốc hàng 2-3 giờ liền. Người xưa gọi đó là đối diện đàm tâm, nghĩa là mặt nhìn mặt, không nói với nhau bằng lời mà bằng cái tâm. Cho đến khi chiếc gạt tàn đầy tràn tàn thuốc rồi, họ mới chia tay nhau. Những lúc như thế Lộc chẳng nói chi nhiều ngoài câu, cứ làm tới đi. Nói như thế tức là Lộc đã tin tuyệt đối vào cách làm của Thịnh. Không phải Lộc không có suy nghĩ riêng, nhưng đó chỉ là trường hợp hạn hữu. Những lúc ấy, biện pháp mà Lộc đưa ra thường làm Thịnh vui mừng đến xúc động. Thịnh hiểu Lộc ít nói, chỉ suy nghĩ để hành động chứ không suy nghĩ để chỉ nói. Ngay cả trong hiện tại, Thịnh cũng luôn luôn bị Lộc chê là nghĩ ngợi nhiều vô bổ. Cứ làm tới đi, chiếc cằm vuông của Lộc càng bành ra khi anh rít thuốc. Điếu thuốc cháy đỏ đến tận ngón tay, nóng gian lên, anh mới chịu dội vào chiếc gạt tàn chìm trong cửa xe. Lộc đới nút ở ngực áo sơ mi, sắn cao tay áo lên, hai tay choàng về phía trước ôm lấy thân ghế. Cái cách anh ngồi xe hơi cũng lạ. Anh muốn nắm tất cả vào lòng mình và bàn tay mình. Anh tin mình chắc ăn khi đã làm bất cứ việc gì. Gió thổi qua cửa xe làm cho mái tóc của Lộc luôn dựng đứng, càng chồng lên thêm, y như lông nhím lúc gặp nguy hiểm. Ông nghĩ đơn giản lắm. Người ta có thể bỏ tù chúng ta nếu chúng ta vi phạm thể chế hiện hành, vi phạm những nguyên tắc quản lý sự nghiệp, quản lý kinh tế. Nhưng chúng ta vi phạm một số nguyên tắc đã lỗi thời, còn nguyên lý của chủ nghĩa xã hội ta có vi phạm hồi nào? Được đó, ông nói câu đó nghe đã quá. Những nguyên tắc ấy, chính sách ấy đẻ ra từ hồi anh và tôi còn chưa lấy vợ, từ những năm 1960, hơn 20 năm rồi còn gì? Đúng vậy, vấn đề là phải làm cho mọi người hiểu ra điều đó. Hay làm cho họ hiểu bằng kết quả, bằng việc làm của ta? Đến trạm kiểm soát, xe chạy chậm lại và ngừng hẳn, ông Sáu xuống xe, trình giấy. Một thanh niên mặc quần đen, áo đen, súng AR-15 của Mỹ 55 trên tay, đi về phía chiếc xe, nét mặt nghênh ngang. Lộc bấm Thịnh, họ nhìn nhau như muốn nói. Không biết ai đẻ ra cái trò quá quắt này. Có hàng chục chiếc xe đò, xe du lịch đậu nép bên lề đường chờ kiểm soát.
hành khách trên các xe đò lộ rõ vẻ bất bình trên mặt. Sau khi coi cốp xe và thùng xe của chiếc ga lăng, người thanh niên mới chịu giờ giấy tờ của ông đưa ra coi. Phải mất 5 phút anh ta mới đọc xong được mảnh giấy. Anh ta vội vàng trả lại tờ giấy, ra hiệu cho xe đi. Nụ cười gượng gạo nở trên gương mặt còn non trẻ nhưng sạm đen vì nắng, có mấy sợi râu mọc lộn xộn trên mép. Cũng như hôm từ Sài Gòn đi, xe của họ phải dừng lại trước hàng chục trạm kiểm soát như vậy. Tính ra mỗi lượt đi, mỗi chiếc xe đã phải mất ít nhất 4 giờ đồng hồ cho cái việc kiểm soát đó. Báo chí đã nói nhiều về những chuyện quá quắt của các trạm kiểm soát mà nhân dân gọi là trạm ngăn sông cấm chợ. Nhưng hiện trạng vẫn tồn tại với lý do họ phải quản lý lương thực, không cho bọn tư thương đầu cơ thao túng. Thịnh thở dài, ông Sáu nhìn qua kính chiếu hậu và hiểu thủ trưởng của mình rất buồn vì thực tế ở dọc đường. Đột nhiên Thịnh hỏi ông Sáu. Ông Sáu thấy thế nào? Dạ, thủ trưởng hỏi với ý gì ạ? Tác dụng hiệu quả hay là chuyện cần hay không cần? Tất cả. Dạ, cần thì có lẽ là cần, phải kiểm soát chứ. Nhưng kiểm soát ai, bắt giữ món đồ gì mới là hệ trọng. Còn dân đi lại, ba cái đồ gạo thịt đậu mắm phải để thông thương chứ, xưa nay cấm chợ ngăn sông có phải là thượng sách đâu. Bà già tôi lên thăm tôi, mang theo mấy ký nếp, mấy ký đường mà cũng bị tịch thu đó. Trời đất, bà già của thủ trưởng mà họ còn làm khó. Thịnh cười lớn, bố ông Sáu tưởng bà già tôi ghê gớm lắm sao. Mọi chuyện này phải mau mau dẹp đi, không còn ra làm sao nữa. Lộc xen vào, ai dẹp? Thịnh hỏi Lộc, nhà nước chứ anh? Nhà nước nào, trung ương hay địa phương? Ông quên mất nạn phép vua thu lệ làng rồi sao? Thịnh cười. Tiếng cười của anh như muốn xua đi mọi nỗi bực bội và nhọc nhằn. Cười xong anh trở lại về thanh thản của mình. Lộc và ông Sáu cũng bị tác động của tiếng cười ấy. Chờ ga lăng vào thành phố, họ dừng lại trước một tiệm phở. Tấm bảng nhỏ đã mong gần hết sơn còn lờ mờ hàng chữ phở cây dầu. Người nấu phở là một phụ nữ đang ngoài 40, thân hình đẫy đà. Đôi bàn tay của bà thoăn thoắt xếp những lát thịt bò tươi giói, sắt mỏng vào tô phở. Môi nước lèo béo ngậy, váng mỡ bò vàng óng như kén tằm Tân Châu. Ông Sáu bà Lộc ăn rất chăm chú ngon miệng. Thịnh vừa ăn vừa quan sát. Một cô gái có gương mặt trái xoan, rất giống bà chủ, với giọng nói ngọt và trong. Thưa mấy chú uống chi ạ? Thịnh nhìn cô gái mặc bộ đồ trắng điểm những chấm nhỏ màu hồng may rất sát eo người. Eo nhỏ càng làm nổi bật bộ ngực căng tròn, chắc nịch, đầy sức trẻ. Một cô gái đẹp, Thịnh nghĩ. Đôi môi cô đang cười rất tươi chờ câu trả lời của anh. Cho tôi cà phê đá. Thịnh nói nhỏ rồi quay sang hai người. Mấy ông uống gì? Kêu đi. Nước trà đá, Lộc nói. Tôi cũng vậy, ông Sáu đáp. Thịnh rút bóp kêu tính tiền. Con gái bà chủ làm công việc này, cô nhỏ nhẹ. Dạ ba tô 30, cà phê đá và trà đá 15 là 45 đồng hết thảy chú ạ. Lộc lên tiếng. Trời đất lên giá rồi hả? Hôm trước có 5 đồng một tô. Dạ bởi cải tạo mà, từ hôm cải tạo tư sản thương nghiệp đến nay, đổ lên cao quá hả? Bà chủ rời quầy phở trả lời thay con. Đã ai đụng đến tiệm phở của chị đâu nào? Lộc gay gắt, kéo mượn cớ cải tạo để tăng giá hút bạc. Dạ nhưng giá cả chợ lên dữ quá hả? Thịt bò lên tới 30 một ký rồi đó, mấy chú thấy không? Người đàn bà liếc xéo Lộc một cái thật nhanh, rồi lùi vô phía trong. Thịnh nhìn Lộc. Ta về thôi, con ông đang mong ông về đó. Chết cha rồi, quên mua mấy trái khóm ở cầu Bến Lức cho sắp nhỏ. Lộc kêu lên khi bước ra xe. Ông Sáu vội nói. Dạ, bà má gửi cho mỗi người bao gạo đó. Vậy là có quà quý nhất giờ còn gì? Lộc vỗ tay bôm bốp. Ờ, phải rồi, tuyệt quá ha. Yên tâm, có điểm với bà xã. 3. Tại nhà của trưởng phòng tổng hợp Nguyễn Sáng. Thứ năm và thứ bảy đêm nào cũng tụ tập 10-15 người còn trẻ. Trước hết họ là bạn thân của Sáng. Họ đến đây để học tiếng Anh và tiếng Nga. Từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi họ học tiếng Anh. Nghỉ nửa giờ là họ hát. Có đàn piano đệm theo. Từ 9 giờ đến 10 giờ, họ học tiếng Nga. Đây chẳng phải là lớp học của nhà máy, mà chỉ do sáng kiến của Sáng. Người học là bạn của Sáng mà người dạy cũng là bạn của Sáng. Trong số học trò, có cặp Hải, Lệ Thi và Thanh, một công nhân in của nhà máy. Số còn lại hầu hết, cùng tốt nghiệp đại học một khóa với Sáng và đều đi làm ở các nhà máy. Một vài người không đi làm vì không chịu rời Sài Gòn đến các tỉnh xa. Trong nhà, ngoài Sáng ra còn có má của Sáng, một người ngót 60, tóc vẫn còn đen, gương mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi. Bà là chủ của một cửa hiệu tạp hóa với doanh thu cỡ 1.000 đồng mỗi tháng. Em gái của Sáng, một nữ sinh trường dược, đang học thì nghỉ để lấy chồng. Chồng của Loan, tên cô em gái, là trung úy cảnh sát, đang đi học cải tạo. Từ ngày chồng đi cải tạo, Loan về ở với mẹ và anh trai. Trên Sáng là anh hai. Năm 74, anh hai của Sáng tốt nghiệp y khoa ở New York, Hoa Kỳ, hạng ưu.
được một bệnh viện lớn tại đó giữ lại làm việc. Trong nhà Sáng, ở một căn phòng đẹp nhất trên lầu 2, có bàn thờ ba Sáng. Ông vốn là một chiến sĩ quân giới. Sau khi tập kết ra Bắc, ông làm quản đốc rồi giám đốc một xí nghiệp khí giới của quân đội. Trong một trận chiến đấu bắn trả máy bay Mỹ năm 68, ông đã hy sinh anh dũng cùng với khẩu đội 37 ly của mình. Tấm bằng Tổ quốc ghi công mới được đưa về căn nhà này đầu năm 78. Tấm ảnh ông do vợ cất giấu từ năm ông đi tập kết nay được chụp lại phóng lớn lên, đặt trên bàn thờ cùng với bằng Tổ quốc ghi công. Căn phòng đó không có ai được vô, trừ bà mẹ và cậu con trai. Người mẹ vô đó thắp nhang trước bài vị chồng mỗi buổi sáng, và người con trai vô đó đọc sách mỗi khi được sự rảnh rang. Bên phía đối diện với bàn thờ, Sáng đã kê cái tủ sách với đủ các loại sách văn học, kinh tế và khoa học. Phần lớn sách khoa học bằng tiếng Anh, chiếc máy ghi âm để học sinh ngữ đặt trên mặt bàn, cạnh đó là mấy tập sách tiếng Nga cho mọi người. Sáng đang học tiếng Nga cùng với Hải, tiếng Anh thì Sáng thông thạo. Ở lầu 2, ngoài căn phòng đó ra là ba phòng ngủ của má, của em gái và của Sáng. Dưới lầu 1, phòng khách dài, có một bộ salon bằng gỗ cẩm lai, đàn piano kê ở góc phòng, dàn máy Akai với hai chiếc loa lớn, chiếc bàn dài bằng gỗ bọc pika kê mỗi bên 6 chiếc ghế. Từ ngày Sáng cho bạn bè tới học ngoại ngữ, tấm bảng đen lớn được dựng ngay giữa phòng khách. Bên cạnh phòng khách là một nhà tắm rộng và nhà bếp. Trước kia, một nửa của phòng khách này là phòng ăn của gia đình, tầng trệt là cửa hiệu tạp hóa. Chiếc Lambretic màu trắng của Sáng và hai chiếc xe đạp dựng kế bên. Cánh cửa sắt vững chắc bảo vệ cửa hiệu và căn nhà. Bước qua cửa sắt là lề đường. Đó là một căn hộ đẹp ở trên một con đường đẹp sát chợ Bến Thành. Một đầu đường ăn thông với đường Nguyễn Du bên hông Dinh Độc Lập. Như thường lệ, sau giờ học tiếng Nga, mọi người lục tục ra về. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, trên lầu 2, má và em gái Sáng đã đi ngủ. Trong phòng khách, Sáng đang ngồi trò chuyện với Hải, Lệ Thi và hai người thanh niên, đó là Tâm và Mạnh. Tâm là một kỹ sư cơ khí giỏi, cách đây vài tháng đã tự ý xin thôi việc. Vì theo lời Tâm, nhà máy làm ăn bết quá, hết chịu nổi, ra ngoài làm tư mới sống nổi. Còn Mạnh hơn Sáng tới 5-6 tuổi, có hoàn cảnh gia đình rất giống Sáng. Ba của Mạnh cũng chiến đấu và hy sinh ở Hà Nội năm 72 dưới bom B-52 của Mỹ. Má của Mạnh là chủ sạp vải ở chợ Bến Thành. Mạnh là con trai độc nhất, nổi tiếng trong bạn bè về tài trốn lính những năm trước giải phóng. Sáng tắt máy điều hòa, mở hết cửa sổ. Một làn gió trong lành của đêm khuya thổi vào làm bay tung mái tóc giận sóng tự nhiên của Sáng. Trở lại salon, lấy tay vuốt mái tóc rất điệu của mình. Sáng nhìn các bạn nói trịnh trọng. Đêm nay tôi mời các bạn ở lại bàn chuyện quan trọng. Anh Sáng có vẻ một VIP quá ha. Lệ Thi vừa pha cà phê vừa nhìn Sáng châm chọc. Không giỡn đâu. Mình muốn Mạnh và Tâm, hai thằng bạn chí cốt, vô làm nhà máy. Sáng nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh và Tâm như muốn xem gan ruột họ ra sao. Cái gì? Làm thợ in à? Không. Làm contract. Làm hợp đồng thôi à? Ờ. Hiện tại thì chưa có quyết định chính thức, nhưng... Hải và Lệ Thi đã nghe đó. Giám đốc của mình đang tính làm một giấy. Mình là trợ lý, được chú Thịnh tin cậy. Tất nhiên, biết được những chuyện hệ trọng. Nhưng mình chỉ bật mí những gì liên quan đến hai bộ thôi. Theo mình, hai ông chơi dài như vậy là đủ rồi đó. Stop đi. Chạy theo người đẹp Sài Gòn mãi rồi cũng nhảm. Bộ Sáng chê rồi hả? Mạnh hỏi và cười mỉm. Không. Mình thì sức mấy mà chê. Cớ sao nói nhảm. Đúng vậy. Phải làm một việc gì đó có lợi cho cái chung, cho xã hội. Còn chuyện người đẹp thì khác. Có ai cấm đâu. Nhưng đúng là hai ông phải làm. Lệ Thi vừa chế nước sôi và mấy viên cà phê, vừa nghe Sáng nói. Hải tiếp lời Sáng. Phải đây. Nếu chuyện làm một giấy được chính thức thực hiện thì ông Mạnh và ông Tâm có thể theo kiểu hợp đồng. Nên lắm. Xưa nay công vẫn mê tiếp người hào hứng giang hồ, sơn lâm mã thượng. Nay công lên rừng đốn tre cắt cỏ, làm một giấy là vài rồi. Sao? Anh Mạnh? Lệ Thi hỏi. Ngán à? Anh Tâm? Sợ xa Sài Gòn à? Ừ thì đi. Tâm nói. Dô thì dô. Mạnh tiếp. Được nha. Mình được chú Thịnh. Giao việc, kiếm người làm hợp đồng khai thác nguyên liệu. Mình nghĩ ngay đến hai tướng, còn lý lắm đó, nhưng tạm thời cứ im lặng nghe, ban giám đốc chưa họp mà. Nhớ nghe, cứ im lặng đã, chừng nào mình bật đèn xanh, nhào rô làm liền. Ok, Mạnh vừa dùng muỗng khuấy đường trong tách cà phê vừa tinh nghịch nhìn Lệ Thi. Còn người đẹp, chừng nào lên máy bay đi Paris đó. Lệ Thi nhìn Mạnh rồi nhìn Hải, cười rất duyên, hai lúm đồng tiền in trên má. Chừng nào anh Mạnh anh Tâm lên rừng đốn tre thì Lệ Thi mới đi. Bộ tính để thằng Hải mồ côi sao? Tâm chọc. Hãy lo cái thân ông đi, làm ra vẻ đào hoa hoài mà chưa có mối nào. Lệ Thi đáp, cô quay sang người yêu. Uống đi anh. Lệ Thi đưa ly cà phê đá cho Hải. Anh không uống nổi đâu, bớt cà phê đi, cho anh đá cục nữa. Nhõng nhẽo quá trời hà. Mạnh vẫn chưa thôi châm chọc.
Hải cười hiền khô không nói gì. Lệ Thi chu mỏ làm bộ tranh chua nói, anh nhõng nhẽo bồ của anh ấy, chứ có nhõng nhẽo người nào đâu mà sợ. À, ghê thiệt, cô này là chúa ghen đó nha. Phải yêu người ta thì mới ghen chứ, dễ mà được ghen đấy. Hèn chi, suốt ngày ngồi dưới nhà, alo cho Hải. Có biết đâu trong phòng lạnh ở lầu tư, chàng kỹ sư hóa chất là đang pha thuốc hiện hình, cũng hòa theo những lời ngọt ngào rót vào tai cô công nhân chế bản. Quỷ sứ, Lệ Thi nhào tới đấm tùm tùm vào vai Mạch, đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa ông. Mọi người cười rộ, Lệ Thi mặt đỏ gay, lặng lẽ uống nước đá lạnh. Có tiếng bước chân nhẹ nhẹ xuống cầu thang, bà mẹ xuất hiện ở cửa phòng, mọi người nhìn ra, trên gương mặt phúc hậu của bà như luôn phảng phất một nỗi buồn. Điều này xảy ra từ ngày bà tiễn chồng đi kháng chiến. Đứa con trai đầu, bà lo cho ăn học ở nước ngoài, thoát khỏi chuyện đi lính, thì ở lại làm việc nơi xứ lạ quê hương. Con gái đi lấy chồng nhè ngay một trung úy cảnh sát ngụy mà lấy. Bà đã tuyên bố từ con ngày nó làm đám cưới. Giải phóng chồng nó đi học tập, bà nghĩ lại, gọi con gái về ở với mình. Nỗi buồn trong lòng người mẹ ngày một sâu thêm, bà cảm thấy có lỗi với chồng. Chỉ chờ những lúc bà cười, còn lại lúc nào cũng thấy vẻ ưu tư trên mặt bà. Những lúc cười, nụ cười làm gương mặt và đôi mắt nhân hậu của bà rạng rỡ lên. Bà nhìn bọn trẻ cười với họ và nói, các con đảm đạo chuyện chi vui vậy, lại chọc Lệ Thi rồi phải không? Dạ, chúng con chào má. Hải đứng dậy lễ phép. Mấy ảnh chọc quê con hoài đó gì, gì năm? Mấy đứa cưng con mà, mặc xác tụi nó. Thôi, khuya rồi, nghỉ đi, kẻo ngày mai lại trễ giờ đến nhà máy. Dạ thưa má, chúng con về. Sáng đi theo mở cửa cho các bạn. Lên lầu, Sáng thấy má ngồi ở salon chờ anh. Má chưa ngủ. Má thấy đau đầu con ạ. Con lấy thuốc cho má. Khỏi, má uống rồi. Hồi chiều người ta lại đến yêu cầu má khai trình đăng ký kinh doanh. Ủa, khai hoài vậy má? Đợt này khai tùm lum con à, cả đống biểu mẫu. Họ quên nhà ta là gia đình liệt sĩ chắc. Sao má không nói cho họ hay? Đâu cần. Ba con đi làm cách mạng rồi hy sinh đâu phải để đổi lấy cái giá nhỏ nhoi là chuyện buôn bán của tiệm này. Nhưng họ làm khó má hoài chịu sao nổi. Con nghe con Loan nó kể mấy tay ở ủy ban phường cán bộ 30 tháng 4 ấy, dám quát nạt cả má nữa. Có hề chi đâu con, chính sách của nhà nước mình phải chấp hành. Còn chuyện vặt đấy, mấy cậu ủy ban nếu quay lỡ lời nặng nhẹ, thì ai mà chấp làm chi? Về chuyện này con phục má đó, má kiên nhẫn dễ sợ. Thôi, đi ngủ đi con. Dạ, mời má đi ngủ, con thấy má mệt dữ rồi. Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, Sáng lên giường, tay vắt lên trán nghĩ ngợi. Đất nước xem chừng ngày càng khó khăn, nhà máy thiếu nguyên liệu, hàng hóa tiêu dùng ít, lương thực không đủ cung cấp, giá cả tăng vọt, cải tạo tư sản để dẫn tới chuyện này ư? Hay là, có lẽ má mình nói đúng, bà đi làm cách mạng hy sinh, đâu phải để đổi lấy cái giá nhỏ nhoi là cửa tiệm này. Về mặt này, đúng là má vẫn cao hơn mình mấy cái đầu. Chịu má thật, má đã hy sinh quá nhiều, đứng vững có bao nhiêu thử thách từ ngày ba đi Việt Minh. Một mình muốn bán kiếm ăn, nuôi con thành người. Lòng má nghĩ về đất nước, về cách mạng vẫn chưa hề gợn chút bụi mờ. Ta là con của ba, là con của má, ta đã làm gì, ta sẽ làm gì để xứng đáng như vậy. Sáng kéo tấm mền lên mỏng lên ngang ngực rồi ngủ ngon lành. 4. Ban giám đốc nhà máy in hy vọng họp về chuyện bung ra sản xuất bột giấy. Trong phòng giám đốc ngoài Thịnh, Lộc, Tư Phát và Hảo còn có Sáng, trưởng phòng tổng hợp. Với tư cách là trợ lý của Thịnh, Sáng có mặt trong hầu hết các cuộc họp ban giám đốc để làm cái việc hết sức thông thường, là thư ký, ghi biên bản và kiêm luôn cả việc nghe điện thoại khi có chuông reo. Trong tất cả những cuộc họp như thế, Sáng luôn luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Dần ra sự có mặt của Sáng trở nên quen thuộc đến nỗi khi nào đó Sáng vô trễ thì Thịnh và mọi người chờ anh. Như lệ thường, Tư Phát vẫn là người tới sớm nhất. Ông nhẹ nhàng đẩy cửa, khẽ gật đầu với Thịnh rồi lặng lặng bước vào phòng. Chiếc cảm da màu đen đã sờn mép đặt trên đùi. Tư Phát ngồi thu cả hai chân lên ghế salon và hút thuốc. Nét mặt ông lộ rõ những ý nghĩ căng thẳng trước một cuộc họp mà ông tin là sẽ nảy lửa. Thịnh tranh thủ đồng mấy tờ báo ra buổi sáng. Một lát, Lộc và Hào cùng bước vào. Hào còn trẻ, 35, 36 tuổi. Năm anh chỉ huy đại đội chiến đấu chống lại quân Mỹ trong trận Càn ở Bến Cát. Anh mới 24 tuổi. Trong trận đó, đồng đội của anh hy sinh hết. Anh sống sót nhờ một chiến sĩ dũng cảm hất anh xuống hố đạn pháo. Lúc đó anh bị thương ở vai phải, máu ra nhiều, trước khi một trái đạn rơi trúng chỗ hai người. Hào có gương mặt sương sương và đôi mắt rất nhân từ, thừa hưởng của má anh. Tuy đã chuyển sang học nghề in kể từ sau lần bị trọng thương năm đó, Hào vẫn giữ nguyên tác phong quân sự. Quần áo anh mặc dù bằng vải nội hay ngoại đều mang những màu gần giống với màu quân phục. Áo sơ mi dài tay luôn bỏ trong quần, dây lưng cũng chỉ là chiếc dây lưng quân đội. Và anh luôn mang giày, một đôi giày da của sĩ quan.
Cái vẻ ngoài đó rất phù hợp với tính nguyên tắc, vốn là phong độ của anh. Hảo là phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, anh để cả tâm trí vào công việc, anh say sưa tìm đọc các loại sách về quản lý kinh tế. Việc anh tự học, anh không thích người ta biết, anh kín đáo và trầm lặng, ít bộc lộ tình cảm ra ngoài, chờ đôi mắt nhân hậu của anh. Điều đó cũng dễ hiểu, dù đã bước vào tuổi 36, anh vẫn chưa lập gia đình. Vợ anh, người vợ trẻ dịu hiền mới cưới được vài tháng ở chiến khu đã phải xa nhau. Một tháng sau đó, chị đã hy sinh dũng cảm sau khi cùng đội biệt động đánh sập căn nhà của bọn giặc lái Mỹ ở trung tâm Sài Gòn. Đó là người con gái mà Hảo yêu say đắm, anh không thể nào quên được vợ mình. Từ đó, anh chưa thể yêu ai. Niềm say mê của anh bây giờ là nhà máy. Nhà máy đang gặp khó khăn quá lớn, thiếu giấy, anh rất đau khổ mỗi lần nhìn những chiếc máy nằm im lìm. Cách đây một tuần, giám đốc Tịnh đã thông báo ý định sản xuất bột giấy cho ban giám đốc, yêu cầu suy nghĩ để hôm nay họp bàn. Trong thâm tâm, Hảo rất mừng. Nếu như việc sản xuất thành công, nhà máy hy vọng sẽ tràn trề hy vọng. Còn ngược lại, Hảo đã suy nghĩ liền mấy đêm, hôm nay anh sẽ phát biểu gì với Thịnh đây? Là phó giám đốc kỹ thuật, anh có thể không cần phát biểu gì cả, anh tin ở Thịnh. Nhưng với tư cách là bí thư chi bộ, anh phải có ý kiến. Anh biết, ý kiến của anh sẽ làm cho cán cân nghiêng hẳn về một bên hoặc là thăng bằng, bởi vì Tư Phát đã tranh thủ gặp anh, thuyết phục anh phản đối Thịnh. Cả bốn người đã ngồi ở thế đối diện nhau trong bộ ghế salon quây quanh chiếc bàn thấp bằng kính dày màu rượu Bordeaux. Thịnh vẫn im lặng đọc báo, cuộc họp chưa bắt đầu vì sáng chưa tới. Không một thoáng sốt ruột gì trên gương mặt mỗi người, ai cũng muốn kéo dài thời giờ im lặng này trước khi vào cuộc chiến. Nhưng rồi sáng cũng tới, trẻ trung khỏe mạnh và rất gọn gàng, nhanh nhẹn. Sáng bước vào căn phòng tưởng như làm cho tất cả đồ vật, con người bừng tỉnh thức. Sáng ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, nơi đó có một chiếc bàn nhỏ gần chỗ đặt máy điện thoại. Cuốn sổ ghi biên bản được mở ra, chờ cho Lệ Thi đặt 5 tách cà phê đen vào 5 chỗ cần đặt, cánh cửa khép lại. Thịnh vào đề, giọng anh sôi nổi ngay từ phút đầu. Hôm nay, chúng ta bàn tới một vấn đề liên quan đến vận mệnh của nhà máy. Vận mệnh của mỗi chúng ta, vận mệnh của mỗi công nhân ở đây. Thực tế sản xuất gần một năm qua, kể từ ngày nhà máy được quốc hữu hóa cho thấy, chúng ta sẽ bị phá sản nếu kéo dài tình trạng hiện nay. Lối thoát mà chúng ta phải mở là tạo nguồn nguyên liệu, giấy. Giấy trắng bây giờ không chỉ là giấy trắng nữa. Giấy trắng bây giờ đã là tấm lòng của chúng ta, nhiệt tình của chúng ta và ý chí của chúng ta. Tôi đã thông báo với các đồng chí, cách nay một tuần, với ý định mà người ta có thể gọi bằng chữ bung ra sản xuất bột giấy. Bây giờ, đề nghị các đồng chí bày tỏ ý kiến của mình. Thịnh vừa nói, vừa nhìn vào từng đôi mắt các đồng chí mình. Lời nói và cái nhìn của anh có tác dụng như mồi lửa châm vào thuốc súng, nó bén lửa ngay. Lộc là người bốc lửa trước tiên. Tôi nghĩ rằng đó là lối thoát duy nhất của nhà máy, tôi ủng hộ việc đó. Uống liền một hơi cạn tách cà phê đen như uống bia, Lộc đặt tách sứ xuống đĩa, anh nói tiếp. Nếu chúng ta nhất trí, mà theo tôi thì không thể nào không nhất trí. Lộc nhìn vào Tư Phát rồi nhấn mạnh mấy từ này. Chúng ta sẽ tìm ra cách thực hiện. Tôi đã suy nghĩ nhiều về cách để thực hiện việc này. Đề nghị đồng chí Lộc cho nghe cách làm của đồng chí. Tư Phát chống hai tay lên đầu gối, đưa người về phía trước, tay gỡ cặp kính trắng ra khỏi mắt và hỏi Lộc. Tôi muốn biết anh có nhất trí làm việc đó không đã? Tôi có ý kiến của tôi muốn được nghe anh nói hết ý kiến của anh trước. Được, thế này. Gần hai tháng qua, tôi và đồng chí giám đốc suy nghĩ rất lung về chuyện này. Chúng tôi đã đi gõ cửa nhiều nhà, nhiều cơ quan. Chúng tôi đã được nghe nhiều ý kiến phản đối, đồng tình và góp ý nữa. Cuối cùng, tôi thấy rằng một là thói quen của Lộc là không thích nói dài dòng, anh đơn giản hóa, mạch lạc hóa mọi vấn đề bằng một là hai là. Một là phải bung ra làm bột giấy, hai là phải vay tiền, ba là phải huy động nhân lực, bốn là phải mua máy sản xuất bột. Tức cả bốn việc trên đều có thể làm được nếu như chúng ta không bị ngăn cản và chúng ta quyết tâm. Đó, vấn đề là ở chỗ đó. Tư Phát lại gỡ cặp kính ra khỏi mắt, giọng đanh lại. Vấn đề là ở chỗ nếu như... Đó. Khổ một nỗi cái nếu như mà anh vừa nói là một tất yếu. Tức là anh không đồng ý việc làm bột giấy. Lộc hỏi lại. Tôi không nói như vậy. Tôi chỉ nói là việc làm đó là không được phép. Của ai? Anh tự biết rồi đấy. Chúng ta làm ngành in. Nhà máy chúng ta không phải nhà máy giấy. Lẽ nào chúng ta lại đi sản xuất giấy? Ai cho phép? Đó là thứ nhất. Thứ hai là nếu cứ làm, ai cho ta vay vốn? Ngân hàng thì không đời nào. Còn nếu vay vốn của tư nhân ư? Của các cơ quan là khách hàng ư? Một sự vi phạm nguyên tắc rất nguy hiểm. Nếu chúng ta muốn mình trở thành một tổ hợp tư nhân, phá bỏ thể chế, nguyên tắc quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta cứ việc làm việc đó. Mặt khác, các đồng chí nên nhớ là thành phố coi chúng ta là nhà máy đầu đàn của ngành in. Nhất nhất việc gì chúng ta làm cũng ảnh hưởng đến toàn ngành.
Tôi được biết, ban lãnh đạo xí nghiệp Liên Hiệp không đồng ý cho chúng ta làm bốn giấy. Phó Tổng Giám Đốc, đồng chí Học, phản đối rất quyết liệt. Liệu chúng ta có thể qua mặt cấp trên? Tôi nghĩ đấy là vấn đề thể hiện sự vững vàng hay là nghiêng ngả của lập trường tư tưởng, phẩm chất đảng viên. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, đảng đòi hỏi mỗi đảng viên phải trung thành với đảng, phải bảo vệ nguyên tắc đường lối của đảng. Thời gian gần đây, có nhiều cán bộ đảng viên mất phẩm chất, chạy theo quy luật thị trường tự do, buông lỏng cơ chế của chuyên chính vô sản trong lãnh đạo và chỉ đạo. Thật là nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng chúng ta có đủ sáng suốt để cảnh giác, để khỏi xa vào bẫy mà kẻ thù luôn dâng sẵn. Lời lẽ của Tư Phát cứ như bật ra từ một khẩu liên thanh. Mọi người hút thuốc và rõ ràng cố kiên nhẫn nghe ông nói. Khói thuốc lá ngột ngạt trong căn phòng đóng kín cửa vì có máy lạnh. Trong những lúc khó khăn như thế này, Tư Phát tiếp, chúng ta càng nên vững vàng các đồng chí ạ. Chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc đường lối của đảng. Y như ở chiến trường, kẻ nào vi phạm kỷ luật chiến trường, kẻ đó phải chịu hậu quả. Nếu như mệnh lệnh ban ra mà không được chấp hành nghiêm túc thì làm sao mà chiến thắng được? Thế đây, phải nắm vững và bảo vệ nguyên tắc của đảng. Anh có gì mới hơn ngoài ý vừa nói không? Không kìm được, Thịnh ngắt lời Phát. Sao? Đồng chí cho đó là vấn đề cũ à? Tôi hỏi anh có gì mới xung quanh chuyện sản xuất của nhà máy. Tôi đã bày tỏ ý kiến của mình. Thôi được. Anh nói hay lắm. Chả trách anh Học vẫn khen anh là người có tài hùng biện. Nhưng tôi nghĩ, một người nói hay chỉ có ích khi mà lời nói của anh ta giúp cho người nghe vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình. Trong chiến tranh thì là thắng giặc, trong hòa bình là làm ra của cải vật chất cho xã hội. Nếu nói hay mà không góp phần làm ra sản phẩm thì chỉ là nói dóc. Hơn thế nữa, nếu nói hay mà nhằm mục đích cho người ta an phận, thúc thủ bó tay ngồi chờ, thì nên dẹp anh ta đi cho rồi. Thời cổ các hoàng đế đã ban thưởng rất lớn cho các thuyết khách, các quân sư nếu họ góp phần làm ra thắng lợi, và ngược lại đã sai chém đầu những quân sư quạt mò. Lệ Thi bước vào, cô khéo léo thu dọn đĩa tách cà phê vào chiếc khay màu xanh và rót nước trà ra những chiếc tách sứ trắng. Nước trà thơm phức, bốc khói. Thịnh dừng lời, mắt như nhìn cô nhân viên một cách chăm chú. Cánh cửa đóng lại, anh nói tiếp. Cảm ơn anh Tư đã cho chúng tôi bài học về cảnh giác cách mạng, về lòng trung thành. Bây giờ xin hỏi anh và mong được trả lời ngắn gọn nhất. Anh không nhất trí với phương án giấy trắng. Nghĩa là làm một giấy. Phải. Cậu Sáng đã đặt cái tên mà tôi nghĩ là rất hay cho công việc đó. Phương án giấy trắng. Hay thiệt. Rất tiếc là tôi không thể đồng ý với việc dẫm đạp lên nguyên tắc, lên chế độ chính sách hiện hành. Kể cả những nguyên tắc chế độ chính sách đã lỗi thời. Anh cho cái gì là lỗi thời? Vết thẹo trên má Tư Phát giật giật liên hồi, mồ hôi ông diện ra trên trán. Thí dụ như các quy định về quyền sử dụng tài chính, chế độ thưởng, chế độ bồi dưỡng độc hại ban hành từ năm 1959 đến nay. Doanh nghiệp mà không có quyền tự chủ về tài chính thì làm ăn sao được? Khi nó chưa được sửa đổi thì nó còn căn bản pháp lý. À, ra vậy đó. Anh Tư ạ, tôi buộc lòng phải nói thẳng ra rằng anh là một kẻ há miệng chờ sung dụng. Giọng Thịnh gay gắt. Đừng xúc phạm. Tư Phát đã bàn quát lên. Chiếc ấm trà bằng sứ của hãng Noritake Nhật Bản này tưng lên và rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Nước trà vàng sậm loang đổ. Anh nổi nóng vô lối quá đấy. Làm sao ta tranh luận được? Tranh luận kiểu gì? Anh tưởng cứ là giám đốc là có quyền xúc phạm người khác đó à? Này, lúc tôi là trung đội trưởng thì anh mới là cậu bé con 15 tuổi, quân xà lòn thùng đít, áo rách bươm, bỏ nhà vô cư thôi đấy. Tôi biết chứ anh Tư, nhưng điều đó có liên hệ gì đến chuyện làm bột giấy? Thôi, xin anh bớt nóng, tôi không có ý xúc phạm anh. Im lặng bao trùm căn phòng, chiếc đồng hồ trên tường điểm 10 tiếng chuông, hết những tiếng ngân nga của nó, sự im lặng lại đè nặng trên vai bốn người đang đối diện nhau. Những gì đang diễn ra trong đầu của họ, những gì đang bùng lên trong lòng họ, họ ngồi đó chìm trong khói thuốc và sự im lặng. Họ ngồi mà nhìn nhau, giận dữ hay cảm thông, đồng lòng hay kỳ thị. Giám đốc Thịnh cảm thấy nực nội đến cao độ. Anh đưa mắt nhìn Sáng, hiểu ý Sáng nhanh nhẹn kéo rèm cửa. Tiếng dòng dọc chạy do do, những tấm rèm cửa màu vàng lần lượt thu lại, cửa kính được mở ra. Gió ngoài trời thốc vào phòng, khói thuốc lá theo chiều gió toát ra khỏi cửa sổ phía đối diện, mang theo sự im lặng và bực bội của căn phòng. Sáng nhấn nút số 3, những chiếc quạt bàn Sanyo quay nhanh. Không khí trong phòng trở nên thanh toát, tiếng Lệ Thi vang trong máy bộ đàm. Thưa chú, khách chờ quá nhiều ạ. Phòng sản xuất đâu? Dạ, anh đang tiếp khách ạ, nhưng có nhiều người đòi gặp chú cơ. Tôi bận, mời họ chiều lại. Dạ. Một lát, tiếng của lực phó phòng sản xuất vang trong máy. Báo cáo anh Thịnh, lu bu quá. Cái gì? Nói đi. Bớt mấy câu lu bu quá đi. Không có nó, ta cũng xù ra rồi. Dạ, thói quen mà anh. Báo cáo anh, khách đến quá nhiều, cuối năm rồi, hợp đồng in của họ chưa được ta thực hiện. Anh cứ nói thẳng với họ là ta không có giấy. Dạ nói rồi ạ, lu bu quá. Họ nói tại sao hồi đầu năm nhận in.
Có trời mà biết nổi, nhà máy in thì phải nhận hợp đồng chứ sao, nói với họ là mang giấy đến, chúng tôi chưa làm ra giấy. Lù bù quá, chết thật. Trở lại chỗ ngồi, Thịnh nhìn Tư Phát. Anh thấy đấy, chúng ta đang ngồi ở miệng núi lửa. Tôi hiểu, vấn đề là không còn cách nào chữa cháy đâu. Phụ trách kinh doanh, tôi cũng mong nhà máy làm ăn khấm khá chứ. Còn phương án giấy trắng? Tôi không muốn vào tù. Được, anh cứ việc bảo lưu ý kiến của mình. Anh sợ vào tù, anh sợ trách nhiệm. Nói thẳng ra như thế cho rồi. Thịnh quay sang phía Hào. Còn đồng chí, với cương vị bí thư chi bộ. Hào nãy giờ chỉ chờ câu hỏi đó, anh nói trầm tĩnh. Anh hỏi tôi với cương vị bí thư chi bộ, thì tôi xin được nói thẳng. Tôi rất lo lắng khi chúng ta xé rào, cấp trên sẽ kỷ luật chúng ta. Anh Tư Phát có lý của anh ấy. Nhưng anh phản đối hay đồng ý? Tôi không phản đối anh Thịnh ạ. Nhưng tôi lo lắng. Tốt rồi, không phản đối là tốt rồi. Còn lo lắng thì rất đúng. Tôi lo hơn anh. Tôi là giám đốc mà. Coi như anh đã đồng ý. Cái quan trọng là chúng ta dám làm. Đã dám làm thì dám chịu, phải không? Nếu vào tù, tôi sẽ ngồi trong nhà đá, chứ không phải các anh. Nhưng tốt nhất là sẽ không để chuyện đó xảy ra. Trong những lúc khó khăn, đảng đòi hỏi chúng ta chỉ được phép nghĩ đến thắng lợi. Phải vượt khó mà đi lên. Tính cách mạng là phải như vậy, phải không anh Tư? Tư Phát không nói gì. Ông rời ghế salon, đi tới chỗ bàn của thư ký. Cậu ghi vào biên bản là tôi phản đối phương án giấy trắng. Số phiếu 1/3. Không đâu anh Tư ạ. Tôi nghĩ rằng phương án này sẽ được 600 công nhân nhà máy ủng hộ đấy. Như thế tỷ lệ sẽ là 599/1 cơ. Thịnh vừa cười vừa nói. Cứ tin là như vậy đi. Hãy chờ xem. Tôi thất vọng và tự giận mình là đã không làm cho các anh sáng mắt ra. Cảm ơn anh Tư về ý định tốt của anh. Lộc nói. Không giấu nổi bực bội. Tôi cũng nói rằng anh cứ việc chờ. Rồi xem ai sáng mắt ra. Anh hay chúng tôi. Tôi sẽ trông đến cùng. Tư Phát nhìn thẳng vào Thịnh và Lộc. Có chuyện gì xảy ra? Đừng trách là tôi đã không nói trước. Tư Phát nói rồi cấp cập bước ra. Yên tâm đi anh Tư. Thịnh cười. Tiếng cười bỗng vang lên thật sảng khoái. Tiếng cười đầy áp căn phòng khiến cho vẻ mặt những người ngồi đó tươi tỉnh lên. Họ cùng hiểu rằng ngay từ bây giờ họ càng phải gắn bó với nhau hơn để cùng nhau bước vào trận đấu mới. Trong trận đấu này chắc chắn họ sẽ bị coi là phạm quy. Nhưng phần thắng phải thuộc về họ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 2 của tiểu thuyết Giấy Trắng của cô tác giả Triệu Xuân. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.